Thưa quý vị, nhằm góp phần xây dựng bộ máy hành chính công khai minh bạch, hoạt động hiệu lực hiệu quả, mới đây Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI của tỉnh Long An năm 2023. Việc nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh được thực hiện trên 8 nội dung chính, gồm tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường và quản trị điện tử. Kế hoạch này được triển khai đồng bộ đến từng cán bộ công chức viên chức và kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan. Xác định cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và mỗi cán bộ công chức viên chức trong thực hiện các nội dung chỉ số PAPI.